Hãng hàng không Bamboo Airways đã ký hợp đồng thuê thêm 2 máy bay Airbus A320, A321 và bổ sung vào đội bay tàu khai thác từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tăng trên 20% tải cung ứng phục vụ cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, Bamboo Airways tập trung tăng tần suất khai thác trên các đường bay trục chính Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng và các đường bay địa phương có nhu cầu cao như Thành phố Hồ Chí Minh, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng. Ngoài ra, hãng cũng tăng cường các chuyến bay đêm trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng với các mức giá linh hoạt hấp dẫn. Việc thuê bổ sung thành công 2 máy bay vào đội tàu bay khai thác từ đầu năm 2024 và tăng tải cung ứng phục vụ cao điểm Tết khẳng định nỗ lực phục hồi của Bamboo Airways bằng những hành động cụ thể, quyết liệt và cũng thể hiện sự tin tưởng của các đối tác, bạn hàng vào sự tồn tại và phát triển của Bamboo Airways. Theo kế hoạch, trong năm 2024, Bamboo Airways sẽ tiếp tục thuê thêm máy bay A320, A321. Nâng đội tàu bay khai thác lên 15 đến 18 chiếc, tập trung củng cố mạng đường bay nội địa, kết hợp khai thác thuê chuyến quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động.